Bao nhiêu tiền một cân? À, ôi nặng lắm. Ủa đây nặng vãi trưởng luôn. Bao nhiêu một cân hả cô? Em lại mời anh chồng cô. Đổ là chợ. Đổ là chợ. Không được cái đường thứ ấy ạ. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một nơi rất là đặc biệt các bạn. Đó là Y Tý của tỉnh Lào Cai các bạn ơi. Vừa rồi mình đi Đà Lạt xong thì ngay lập tức mình và bạn Diễm và anh Cua đã quay trở ra Tây Bắc để gặp anh Hải các bạn. Và hôm nay mình được vợ chồng anh Hải dẫn lên Y Tý để cùng với tất cả bạn đi chợ phiên này và săn mây nữa. Đây là sáng sớm ở trên Y Tý nha. Em chào anh Hải. Em chào chị Tuyền. Mọi người đang đứng đây để ngắm cảnh một xíu các bạn ạ. Phải nói là sáng sớm mà Y Tý cảnh tuyệt vời quá. Bây giờ em vào đến đây phát là mây bắt đầu lại kéo đến này. Vừa nay quang đẹp, bây giờ là bắt đầu đến rồi đây. Đấy, bắt đầu đến này. Cái này là vườn đào đúng không anh Hải? Đây các bạn nhìn này. Đào này chắc là có gần Tết nó mới nở đẹp đúng không anh? Hình như là bạn Diễm tới hôm nay là bao lâu mình mới gặp anh Hải bạn Diễm? Hơn một năm trời các bạn ạ. Nói chung là anh em mình đã gặp từ tối qua, nhưng mà nói sáng hôm nay mới là nhìn thấy mặt nhau buổi sáng rõ mặt hơn. Chính xác luôn. Rồi sau một năm quay trở lại thì thực sự rất là vui vì qua đợt dịch là anh chị mình vẫn khỏe. Và ngày hôm nay là bữa nói anh nói là đi Đà Lạt xong tụi mình than là không có đi săn mây được, và anh quyết định là hôm nay đưa lên đây. Tại vì Y Tý là rất là nổi tiếng và tụi mình cũng nhìn những cái hành trình của anh đi, anh chị đi rất là nhiều rồi. Hôm nay là được anh chị dẫn ba đứa mình đi. Và anh Cua thì thấy cái cảnh này như nào anh Cua? Thật sự thì thấy rất là mộc mạc, mà thật đứng đây hơi lạnh quá. Tại vì bây giờ nói chuyện là ra khói luôn á. Nhưng mà cảm giác như là chị Tuyền là quen với cái không khí này đúng không? Còn em thì cảm giác là hơi lạnh một chút, thở ra khói luôn các bạn. Với chị như hôm nay thời tiết trên này là rất là ấm rồi đấy, so với mọi như này là rất là ấm rồi chị. Ở dưới là cái biển mây đó các bạn ạ. Anh Hải mình có quay ở đây nhiều cho anh Hải. Nói chung là cũng một vài lần nhưng mà chưa lần nào có biển mây đẹp như hôm nay. À. Quá hên luôn. Đây là gọi là do ăn ở đấy. Đúng rồi. Thực sự là vừa rồi bọn em đi săn mây ở Đà Lạt nhưng mà săn không được. Nên là mới quyết định là ra gặp anh để xem là có hên hơn không. Nhưng mà phải nói là ra gặp anh Hải thì hên thật các bạn. Nhưng mà anh Hải tiết lộ xíu là tí nữa mình đi chợ phiên, là chợ phiên nó như thế nào nhỉ? Tí nữa mình sẽ lên chợ phiên Y Tý, một trong những chợ phiên mà cao nhất ở Việt Nam. Như là trên này là người dân Hà Nhi đen ấy. Đấy, mà vẫn còn cái trang phục truyền thống rất là đẹp. Rồi nhà họ trồng cái gì thừa rau thừa dưa mang chợ bán dạ. Chứ không kiểu dạng đi buôn đâu. Sáng nay thì anh em mình đi từ trung tâm thành phố Lào Cai lên tới đây hình như là có 3 tiếng rồi nhỉ? Đấy cũng tầm đấy, 3 tiếng các bạn, và đường đi rất là khó đi, mà tối nữa nên là mình không có quay. Tuy nhiên là sáng sớm này các bạn nhìn cảnh đẹp là cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên là cái điểm Y Tý này mình thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay nhờ có anh Hải mà mình mới được lên đây để khám phá. Em cảm ơn anh Hải rất là nhiều nha. Ở đây mình cảm nhận là vẫn còn cái sự hoang sơ rất là hay. Thì mình cũng hay theo dõi các hành trình của các YouTube mà quay về phượt hoặc là trải nghiệm với Y Tý, thì hôm nay lên đây thì nói là rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà bạn Diễm và anh Cua thấy hài lòng, thấy mãn nguyện chưa? Đi Đà Lạt nhưng không có mây các bạn, phải ra tới Tây Bắc thì mới có mây được. Mà thời điểm này á, hay ở một chỗ là các bạn biết sao không? Là có ven đường á, xong rồi nhà của mọi người, xong rồi trồng đào á, nhìn rất là hay luôn. Và đặc biệt đó là giống như là trước đây mình đi được 2 chợ phiên, mà hôm nay mình lại được đi thêm, khám phá thêm một cái chợ phiên mới nữa. Đúng rồi, đó là chợ phiên Y Tý nha các bạn. Nhưng mà bạn anh Cua có thấy hồi hộp chờ đợi để lên chợ phiên ăn không? Giờ đói bụng á, giờ là chị đang chờ bữa sáng. Bạn anh Cua nói chuyện ra khói rồi này. Mình đi Đà Lạt đâu có cảnh này đâu. Mặc đồ giữ ấm rồi nhưng mà cái mặt sao mà lạnh quá. Đấy, các bạn nhìn ra phía trước cái chỗ trắng trắng là mây ấy nha. Các bạn ơi, bây giờ mình đã tới chợ phiên Y Tý các bạn. Đây là chợ phiên cao nhất Việt Nam đúng không anh Hải? Đúng rồi, độ cao của nó khoảng bao nhiêu anh Hải? Khoảng gần 2000 mét so mực nước biển. Ồ. Cảm giác rất là hay. Có một cái điều mình nhìn rất là ấn tượng là rau ở đây nhìn ngon lắm. Đúng rồi. Đây này rau các bạn này. Tổng giá này ngon này. Ồ, giá này giá giống như là người ta tự làm ấy. Toàn bộ ở đây tự làm hết. À. Hoa cải này kia bó hay quá ha. Ôi. Nhìn cái rau này ngon quá các bạn. Ớt này, chanh này. Cái kia rau người dân tự trồng các bạn. Có trái cây luôn, tí mua lên xài hạt luôn. Cái này là rau gì đấy chị? Cải ngồng ấy. Đúng chị, cải ngồng không chị? Cải mà nở hoa như này là vẫn có còn non không chị? Non chứ. Nhưng mà em thấy nở hoa rồi. Không, ăn cải non là cái hoa đấy. À. Ôi, nhìn thích quá. Đây bán nhiều ớt đúng không ạ? Mình đi chợ phiên Tây Bắc mình thấy là chợ phiên nào cũng bán rất là nhiều ớt. Nhưng bà con như này ăn cay đúng không chị? Ăn rất cay các bạn, tại vì lạnh nhá. Đây là bánh bò. Bánh bò, đây là bánh mật. Thơm nhỉ. Ngửi mùi thấy thơm rồi đúng không? Bạn Diễm thấy bánh này thơm không? Ăn thử đi bạn Diễm. Và cho cháu 10.000 đi cho các anh chị em ăn thử. Còn bánh này là bánh gì ạ? Bánh mật. Mỗi thứ 10.000 cô nhá. Nếu mà ở miền Tây của mình là sẽ có nước bột dừa. Cái này là làm từ cái gì chị? Bột gạo. Bột gạo nó thơm quá chị ha. Vâng. Có mùi thơm. Bánh thổi ấy. Em cảm ơn. Không, bánh này không có nóng. Hai chị em ăn thử đi. Lạnh rồi, bánh này lạnh mà. Đúng rồi, làm xong nguội rồi. Ăn thật luôn đi, ăn thật chứ không ăn thử. Ôi nó dính gì hả? Cho mình thử miếng đi. Có bánh mật nữa hả anh? Mời các bạn nha. Bạn anh có dám thử không? Ăn bánh mật nè. Ăn bánh mật đó hả? Anh Hải, ăn đi. Bánh bò này ăn ngon này. Đây, em ăn bánh mật này. Nó hơi giống cái bánh bò của miền Tây vậy đó. Mời các bạn nha. Đây là gạo làm. Cái này là làm từ gạo. Ăn hơi lạ. Dẻo dẻo. Đúng rồi. Cái này được cái là ngọt. Nó mềm nó xốp và ngọt nhẹ. Không có bị ngọt gắt. Bánh mật ngon nè. Bánh mật ngon hơn hả? Cái này không biết cứ đâu. Cho mình thử miếng nha. Nếu như bụng nếp nữa. Rán hả? Rán ăn ngon hơn. Mời các bạn nha. Mới vào đầu chợ là đã có bánh ăn rồi. Đó là bánh này mà rán lên ngon hơn nữa. Cái này rán này, cái này không rán được. Ở đây có cái món mà xôi xanh đỏ tím vàng á. Có. Xôi nó ngon lắm. Đúng rồi, xôi cực kỳ ngon luôn á. Đang tìm cái xôi đó để mua ăn. Nhiều bánh quá hả? À, trang sức này. À. Mọi người ơi. Đây nào. Đá quý nữa đây. Đá quý. Có bán vàng không chú? Vàng đây, tất cả đây là cái nào là vàng, con nào vàng là vàng. Vàng dân tộc. Vâng. Đây là vàng dân tộc. Đấy, cái củ khoai bên đó. Ồ. Cái này là củ gì đấy anh Hải? Đây là củ Ủa sao đẹp nữa. Nấu chưa? Củ này. À, cẩn thận không hỏng à. Bao tiền một cân này? Bao nhiêu tiền một cân? À, ủi nặng lắm. Ôi. Củ này nặng vãi trưởng luôn. Bao tiền một cân này cô? À, từ từ đã. Bạn Diễm muốn thử trước không? Để mình cầm nha. À, đây là củ từ rồi nè. Em không bao giờ bê được, anh thề cá em. Bây giờ bao nhiêu tiền? Em cá bao nhiêu anh cá? Anh Hải cá là bạn Diễm không bê được. Chốt đi. Anh chốt. Nếu mà em bê nổi thì sao? Nếu mà em bê được anh mời em cà phê. Cà phê thì ít quá. Nếu không thì nhiều với mạnh lên chứ. Mời karaoke tối nay ok không? Rồi bạn Diễm cho mọi người xem trước khi bê nha. Cái củ này mình nghĩ là nó nhẹ nhưng mà thực ra rất là nặng. Chính anh Hải bê rất là khó các bạn. Bạn Diễm thử sức đi. Mày phải động viên tao đi, tối nay để tao lên Diễm lên, cố lên. Đây này có cả. Đấy. Rồi. Để nhẹ xuống luôn này. Sợ luôn à. Cú này bao nhiêu tiền chú? Cú này là bao nhiêu tiền chú? Vâng. Lấy cân to này, cân là 15.000. Một cân 15.000. Cú này khoảng bao nhiêu cân? Không, một cân thôi. Một cân đi, tính một cân. Cái này là đào, là người ta đào rất là khéo này nên là còn nguyên rồi. Đẹp thật, lần đầu tiên thấy cái này luôn á. Cái này ở dưới con gọi là khoai, với em gọi là khoai mỡ. Khoai chưa bao giờ thấy củ kiểu này bao giờ. Khoai mỡ. Đẹp ha. Nó như cái bàn tay luôn này, đây này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái này là phải đào khéo lắm á. Này đào hơi bị khéo các bạn. Có củ nào bự hơn này nó không chú? Này trồng ở đâu vậy chú? Này trồng ở đâu vậy chú? Đào trên rừng về rừng không? Không phải trùng luôn thôi. À, dạ con cảm ơn nha. 15.000 một ký. Bà Diễm khỏe quá, bà Diễm khỏe quá. À, mười mấy ký thì bình thường mà. Bà Diễm nhấc bổng lên, anh Hải nhấc mãi không được. Rồi dân tập gym mà các bạn. Ồ. Oh. Cái này. Ở đây nhiều loại rau củ rất là ngon các bạn. Cái này là cái gì anh Hải? Đây là đường quy để ngâm rượu, để xào thịt bò ăn ngon lắm. À, xào thịt bò hoặc ngâm rượu cũng được đúng không anh? Củ sâm đất này. Củ sâm đất ở Sài Gòn nó có bán các bạn ạ. Bạn nào mà thấy là ở Sài Gòn có một số xe họ bán củ sâm đất là cái này này. Nhìn nó hơi giống củ khoai các bạn, đây này. Hơi giống củ khoai. Ở đây họ không bán nhiều đâu, không có nhiều đồ, nhiều hàng đâu. Chỉ là cứ mỗi có cái gì là sẽ là cái đấy thôi mà. Tí sấm em là ớt này mà. Cũng đơn giản đấy nha. Nó kiểu gạo nước đây. Một bát này là bao nhiêu bà? 10.000. 10.000. Một bát to luôn đấy. Ở đây thường thường họ ăn chỉ 5.000 thôi. Đây cho vào túi ni lông. Vâng. Đội này nhìn cái Diễm mà nó bê cái một tay. Anh Hải nhìn thấy Diễm bê củ khoai mỡ là thấy sợ rồi đúng không? Bạn Diễm phải nói là hôm nay quá xuất sắc bạn Diễm à. Một bát này là. Hôm nay có một chầu karaoke này các bạn ạ. Một bát này có 5.000 thôi. Một bát có 5.000 thôi. Hai bát là 10.000. Anh, ôi. Đấy. 5.000 một bát này các bạn. Rồi. Mà nó thơm quá. Họ bỏ vào cái xô nhựa này mà vẫn giữ nóng được là hay. Rồi, cảm ơn. Đây muối vừng này cho vào đây. À, thế cứ nào là. À. À từ cái này mùi mắm, còn tí mắm thôi. À thôi, không quen. Mùi mắm mình không quen. Kiểu cá họ bán rẻ các bạn Diễm ha. Chào cô, này lên đây bán xôi được. Lâu lắm rồi mình mới lên chợ phiên các bạn, và cảm giác là mình hơi bị choáng ngợp á. Có quá nhiều thứ để mình quay, quá nhiều thứ để mình nhìn, quá nhiều thứ để mình khám phá, nên là nãy giờ mình chưa biết phải tập trung quay vào cái gì nữa. Thôi hy vọng là các bạn sẽ giống như là cùng với mình trải nghiệm đi, cùng thấy cái không khí ở chợ phiên Tây Bắc như thế nào ha. Lên hình. À. Ồ, củ cải nhìn đẹp quá ha. Đây là sâm đất này. Củ cải nhìn đẹp lắm các bạn ạ. Trắng tím này. Đây là cái rau cải mà hay xào với thịt lợn hun khói này, cải này rất là đắng. Nó ăn sướng lắm. Cái thịt lợn mà hun khói các bếp gì đó đúng không anh? Đúng rồi. Thịt ba chỉ đó. Là mình xào với cái này. Đúng rồi. Còn mình đã từng ăn ở đường quy này nấu canh gà ngon. Mình đã từng ăn cái thịt hun khói đó ở chợ Đồng Văn này các bạn ạ. Ở trên đây toàn hàng to nhỉ. Em nhìn củ cải bọn anh to không? Trên bản củ cải anh em mình to lắm mà nó không như ở dưới kia đâu. Bạn anh Cua nãy giờ khám phá được cái gì chưa? Đang có thịt nướng. Ôi trong này mấy anh đang ăn sáng này các bạn này. Vừa đi vừa ăn xôi dặn đấy. Bạn Diễm ăn xôi chưa? Rồi nãy giờ bạn Diễm âm thầm ăn một mình à? Tại vì mọi người hình như chờ để ăn thịt chứ sao á, Diễm thấy xôi rất là ngon. Nhưng mà chưa có xôi ngũ sắc ha. Ngày mai mình đi chợ phiên nữa, mình phải kịp cái xôi đó mình ăn. Đây, mấy cô bán các loại rau rồi đậu phộng này, lạc đó các bạn. Nhưng mà thực đó là thời điểm này Diễm đi á là chưa có thực sự quá lạnh các bạn. Thời tiết vẫn còn đỡ. Không lạnh lắm các bạn. Đây mặc dù là chợ phiên cao nhất Việt Nam rồi nhưng mà thời tiết đợt này rất là đẹp. Này là món gì đấy? Mọi người món sắn nướng nhá. Củ khoai mì đấy. Đây, cái này là luộc sẵn rồi các bạn này. Đấy. 5 cái. Ở đây là mấy cô nói tiếng Hà Nhì đúng không anh nhỉ? Tiếng kiểu dạng giống kiểu tiếng con hỏa ấy. Dạ. Khoai mì nó bở ngon á. Bạn ấy ăn xôi rồi à? Ăn xôi. Ăn cũng giống mình. Ăn cho chắc bụng. Ăn cũng giống mình là cái con sắc đúng không? Sôi cuốn sắc nó nhiều hương vị hơn. Đầu tiên mình nhìn mình đã thấy bắt mắt rồi. Bở đó không anh? Khoai này. Nó bột á. Đang còn nóng bốc khói này. Nhưng mà may quá hôm nay thời tiết không có lạnh anh Hải à. Hả? Em cứ nghĩ là chợ phiên cao nhất Việt Nam mà nó phải lạnh lắm, nhưng mà cảm thấy rất là ấm áp này. Bởi vì em mặc 4-5 cái áo len. Không phải, tại vì tụi em đi cùng với anh. Đi cùng với Hải. Lượng mỡ nó nhiều đúng không? Cho xin miếng anh. Thèm quá trời nè, mà ông ăn ông cứ liên tục. Đây em trả nè. Không. Bây giờ trả không lấy nữa rồi. Đang nước thùng á. Thơm á. Bà bánh bẻ nó thơm á. Đưa chủ tịch miếng kìa. Chủ tịch ăn xôi này, chủ tịch. Ăn xôi à? Đây là chủ tịch của anh Hải các bạn. Trở về tuổi thơ. Khoai này thơm quá. Ngon chưa, bở chưa này. Em xin một miếng nha. Thơm rồi. Ôi này các bạn coi này. Nóng không? Giòn, ngoài giòn. Đâu em cái hiểu rồi. Bà luộc xong rồi bà này mình luộc nướng. Luộc xong rồi mới nướng. Đây, anh Dũng ăn thử miếng này. Đây, mời các bạn nha. Luộc xong rồi nướng sơ lại các bạn, nên là nó hơi khô lại một chút. Bở nó thơm. Đấy. Cái vỏ bên ngoài nó hơi khô một xíu, bên trong nó bở. Ngon các bạn. Cái bí to quá ha. Đúng như anh Hải nói là ở trên này cái gì cũng to các bạn. Cái này về này hầm thịt. Nấu canh xương hoặc là thịt các bạn. Lên đây phải nói là cái gì mình cũng muốn mua các bạn, nhưng mà thực sự là mình đang cách xa Sài Gòn quá xa, nên là mình không thể mua để mình mang về được. Thứ nhất là vừa độc vừa lạ mà vừa rẻ nữa, và không phải là lúc nào mình cũng gặp được cái này để mình mua. Giá trên này thấy rẻ thôi. Đặc biệt là ấn Diễm ấn tượng mới là cái loại rau ở trên này á. Rau ở trên này lúc nào là rau sạch luôn anh nhờ. Ngon á, con mưng mởn luôn. Đây rau cải này các bạn ạ. Em ơi, đây là con em à? Mấy tuổi rồi? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 à? 20 rồi. Thế là đủ tuổi làm gia đình rồi. Cô gùi cái gì đây? Cô mua sữa đậu nành này các bạn này. Hôm nay suy nghĩ mua cái này đeo đi, ship hải sản. Ở kia có mấy cái giỏ đẹp quá, người ta tự đan á bạn Diễm. Mua đó về em đi ship hải sản luôn. Bạn Diễm đang muốn mua cái gùi đó kìa. Ở đây rất là xa Sài Gòn rồi, không mình gặp món nào mình cũng muốn mua các bạn ạ, nhưng mà mình không thể mang về được, do mình đi máy bay. Gùi đẹp các bạn Diễm à. Ôi, một cái này là 200.000 đấy nhỉ? Quá hợp lý luôn. Em làm này về ship đồ đỉnh cao luôn. Này về ship hải sản. Còn Kin Grab. Họ đan đẹp quá ha. Đúng rồi đó, bỏ Kin Grab vào đây anh Hải à. Đây, khi nào lên tôm thì ship. Cái này to nè. Cái này về này lên tôm thì yên tâm rồi. Nước nôi là chảy ra ngoài, tôm ở lại. Hợp lý luôn. Nhưng mà sao anh Hải biết hay vậy? Là có họ mà. Nghe nha. Cái này là 200.000. Mình đi máy bay mà. Đan là cái này cũng kỳ công đó các bạn. 200.000 mình nghĩ là một cái giá hợp lý rồi. Những cái này mình về mình trang trí cửa hàng được luôn đó. Người ta đang rất là chắc chắn luôn nha. Đẹp. Cái này là cái gì lá rồi cây. Giống cái đáy dừa màu địa phương á. Nhưng mà đan đẹp của anh Cua ha. Hay hả? Cái này á xài bền lắm luôn á. Xài rất là bền. Cái này họ đi triền miên luôn 5 tháng đi nương đi dẫy ấy. Nó khỏe. Mà không bị không sợ hư. Hẹn 1-2 năm sau Diễm có ô tô, Diễm lên đây Diễm trở về. Đúng rồi. Mua hoa quả chưa? Em cảm ơn mấy anh nha. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn nha. Bây giờ mình sẽ đi lên khu vực trên kia để khám phá ẩm thực các bạn. Xem là có món gì để mình cùng với các bạn thưởng thức bữa sáng ở chợ phiên Y Tý không. Cẩn thận nha. Cố lên. Trơn đấy. Tới đây là ngửi thấy mùi thơm rồi bạn Diễm à? Bánh cuốn này. Bánh cuốn này. Cái món bánh cuốn này bạn Diễm có thấy quen không? Bánh cuốn giống ngoài quê anh Dũng này. Đúng rồi, đúng rồi. Có tỏi này kia mà rất là hành phi á. Đây này. Mọi người đi tìm thịt các bạn. Em lại mời anh chồng tôi. Đổ là chờ. Đổ là chờ. Không được cái đường thử ấy ạ. Hôm nay mình xác nhận là anh Hải yếu hơn bạn Diễm nha. Quá yếu rồi. Mình đang ghé vào một cái quán phở ở trong chợ phiên Y Tý các bạn ạ. Thì mình làm một tô phở luôn. Em nghe anh Hải nói là ở trong chợ phiên Y Tý thì chỉ có 4-5 quán như này đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ không có bán nhiều như là chợ phiên Bắc Hà. Dạ. Giờ còn 2 quán này hả? À, sáng giờ sương nghỉ. À, thế à. Đây, tô phở của anh Hải này. Cho nhiều giá cho khỏe em ạ. Còn đây là tô phở của mình. Cái này là gà với heo đúng không anh? Đúng rồi. Hình như là còn có mọc nữa này. À, mọc ở đây cũng làm rất là lạ nhưng mà cái này không phải gà mà ngan sao ấy, ngan hay vịt gì đây này. Ở Sài Gòn thì mình ăn mọc viên nhưng mà mọc ở đây thì làm như là cái chả cá à. Nó hơi thanh chứ nó không có thể làm tròn vo đúng không? Nhưng mà ở đây là mọi người thấy là cái bát rất là to và dày, thế này là để cho giữ nóng nó tại vì nhiệt độ ở đây nó lạnh đó. Đúng rồi. Và phát hiện một sự thật rất là bất ngờ, nãy giờ tính đâu phở nhưng mà cái này là bún mà. Bún à? Bún. Ồ, phát hiện chấn động sao? Chấn động. Mình cũng em cũng nhầm. Nãy giờ là em tưởng là phở cơ. À, nhưng mà ở trên bản mình cái này gọi là sợi phở. À. Ở đây gọi là phở hay? Ừ. Chính xác luôn chứ đúng anh không rồi. Anh không đùa chứ. Lừa nữa. Bạn anh Cua về anh lừa, anh Hải lừa ăn móng heo một lần rồi. Bây giờ là phải đề phòng các bạn. Bạn nào muốn ăn hạt tiêu không? Ăn xong mà cái răng làm 4-5 lần mới được cái răng đấy anh. Ghê chưa? Nhiều lần lắm luôn á. À. Mà bây giờ là mới êm đó nha. À. Êm chưa? Em mới dắt đi lần này là cách đây 1 năm. Anh đừng làm vậy còn anh à. 1 năm sau khi sự cố bị lừa ăn móng heo mới dám gặp lại anh Hải. Ở đây nhìn rau ngon quá ha. Đây chanh giấy này các bạn. Rau ở đây thì cũng là rau bà con trồng ở trong vườn các bạn nên là nó cũng nhỏ nhưng mà nó thơm. Đấy này. Đấy. Tô bạn Diễm này. Cũng nhiều thịt lắm nha các bạn. Tô này là khoảng bao nhiêu tiền anh Hải? 30.000 em. 30.000. 30.000 mình giá hợp lý. Mình ăn còn mình gọi thêm đấy, bình thường chỉ 20.000. À. Em xem kênh của anh Hải thì đôi khi em thấy bà con đi chợ phiên á, ăn những tô chỉ có 5 hoặc 10.000 thôi. Đôi khi là ăn cơm không hoặc là ốc đậu không à. Không có thịt gì cả. Đúng rồi. Cái này anh Hải có bán đúng không anh Hải? Có. Ừ. Bạn Diễm rất là mê cái này này. Để đi Tây Bắc xong về mình lên đơn để anh chị ship vào để ăn Tết. Tô này nhiều đồ ăn nha. Chắc là ưu tiên bạn Ánh đó. Sợ bạn Ánh đói. Nhiều đồ ăn đó. Nhưng mà tô bạn Ánh có vẻ nhiều thịt nè. Đó, nhiều thịt nè. À, hay là lấy lộn tô của anh Hải rồi. Tô của mọi người đều ít hơn thịt của bạn Ánh các bạn. Mình nghi là anh chủ quán có để ý tới bạn Ánh nên là làm cái tô đặc biệt hơn. Có họ đúng không? Cái nhà nha. Em hỏi anh xíu này, hình như anh làm nhiều thịt hơn cho bạn này đúng không? Nó là nướng. Mà là nướng ở trong Nghệ An đúng không? Hay là cái Hà Tĩnh à? Cà Mau anh ạ. Cà Mau. À, ông biết là Cà Mau vừa ở xa vừa đẹp. Đẹp hơn chú là nhiều rồi. Yêu tiếng một tí đúng không? Anh làm câu sốc quá các bạn. Anh em mình ở đây hơi phũ phàng nhưng mà thật. Cái cô bán phở ở chỗ bạn Diễm thấy hương vị như nào bạn Diễm? Đang trời lạnh mà sáng nay đi một cái đoạn đường rất là xa. Từ Lào Cai để lên đây là đi 3-4 tiếng đồng hồ mà đường rất là sốc luôn. Thì thật sự cảm giác là anh em rất là đói. Đúng rồi. Bây giờ làm một tô phở nóng này. Hình như đây là một trong những chợ phiên mà xa nhất anh Hải đi đúng không? Tại vì đi từ lúc 4-5 giờ sáng mà tới hơn 8 giờ mới tới. Bây giờ là mấy giờ rồi? Vâng. Bây giờ là gần 9 giờ rồi. Gần 9 giờ mới tới đó các bạn. Có một cái nữa mà Diễm đã hỏi anh Hải là tại vì cái ấn tượng của Diễm về chợ phiên Bắc Hà nó rất là mạnh các bạn, thật sự luôn. Thì Diễm mới nói với anh Hải là tại sao chợ ở đây hơi ít đồ ăn, anh đã nói là ở đây nó giống theo kiểu là bà con á, có gì là mang ra chợ thôi để đi bán thôi. Cho nên là không, các bạn xem qua clip sẽ không thấy nó quá về đồ sộ về thịt ấy, giống như chợ Bắc Hà. Nhưng mà nó là một trải nghiệm mà mình cảm thấy rất là hay. Anh em ăn đi cho nó nóng. Đây, còn đây là tô của mình nhé các bạn. Mình sẽ thử phần nước lèo trước này. Xấu dai hơn, ít thịt thì phải chịu thôi nha. Mời các bạn nha. Nước lèo ở đây giống như là có một cái thảo mộc gì đó anh. Ở đây họ hay cho thảo quả đấy. Nó thơm các bạn. Có cái ấn tượng liền là ăn thịt gà ở đây dai ngọt. Nước lèo đậm đà thơm và nó thơm cái vị của thảo mộc các bạn ơi. Đấy. Đây là thịt heo này, có cả thịt vịt đấy nha các bạn. Cái này giống như là thịt nướng anh Hải ha. Tô này cũng hơi lạ đấy. Thập cẩm các bạn, nhiều loại thịt ở trong cái tô này. Mời các bạn nha. Ngon. Cái thịt này béo không ạ? Tuy là thịt nạc nha, nhưng mà mình ăn vào miệng á, mình cảm nhận được cái vị béo của cái thịt này. Hãy ăn thêm tôm nữa đi. Mời các bạn nha. Nhưng mà anh Dũng ăn thử cái mọc đi. Anh để mọc ăn ngon và béo lắm. Mọc thường thường là viên nhưng mà ở đây làm như là phải bé bé. Bé bé không ạ? Bánh của anh thấy hợp khẩu vị không? Dạng đối. Ở đây cũng rằng thêm một lần người ta kêu bằng phở rồi đó. Đúng rồi. Nãy nó phở rồi hả? Nãy giờ mọi người đều nói là phở chứ anh Hải không có đùa mình đâu các bạn. Anh Hải đâu lừa mình đâu. Cái nào lừa. Nhiều bạn có thể là không lên đây thì không biết cái sợi này là sợi bún, nhưng mà mọi người gọi theo thói quen rồi, gọi là phở các bạn. Đấy, mọi người cũng ngồi ăn ở bên kia rất là đông kìa. Giờ mình sẽ tập trung mình ăn cho hết, sau đó mình ra mình khám phá ngoài chợ tiếp nha các bạn. Này là quả gì đấy cô? Dứa gai. Dứa gai à? Nhìn hơi giống trái mít con. Nhà Diễm là có từng uống cái này rồi, là về á, xong mới chặt ra làm mỏng xong phải đem hơi khô, sau đó là sẽ hãm với nước uống rất là mát. Trái này là bao nhiêu tiền cô? 20.000 hay là 2.000? Mấy cô là nói tiếng Hà nhì ấy. Đây này. Là cái này là trái dứa gai đúng không? Dứa rừng á. Dứa rừng á. Đúng rồi. Uống mát lắm. Trong này là có đậu đen nữa này. Còn lá này lá gì bạn biết không? Không biết luôn. Nhưng mà nhiều loại nhìn non á. Này. Ở đây là những cái đồ mà nhà các cô đây trồng là cái gì là đem ra chợ bán các bạn, mỗi thứ một chút này. Đây có ớt phơi khô này. Đó, ớt khô này. Đấy, trái dứa mình vừa xem này, các loại đậu. Đó. Những cái bó rau như thế này là rau trồng ở vườn nhà đó các bạn, cũng không có nhiều đâu nhưng mà ngon. Chuối. Bạn Ánh, bạn Diễm ăn chuối không? Tôi chuyên các chìa khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có bắt được các loại chìa khóa. Không biết chú gì luôn mà trái tôi, dễ sợ luôn. Cái này ăn được luôn rồi đúng không cô? Ai mua đất coi tôi nào. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu một nãy này? Mình không hiểu cô nói gì luôn. Đi chợ này cũng hơi khó mua đồ, nếu mà mình không rành đi đưa tiền thối là biết. Đưa tiền thối là biết rồi. Thấy cái này là trung tâm ứng dụng công nghệ mới F0 bằng lái xe. Đúng chưa ạ? Là bao nhiêu? Nãy cô đưa 4 ngón tay là 40, Diễm đưa 50.000, Diễm hỏi là được chưa? Được. Ra. Tại vì nhiều khi cái chuối này là có hạt đó bạn Ánh, mình phải xem là có hạt hay không. Nếu mà không có hạt thì mình ăn được. Hai đứa một trái đi. Đó. Tại vì mới ăn tô phở xong. Chuối này lạ quá à. Hơi giống cái chuối mà bạn Ánh ăn ở chợ phiên Cánh Câu á. Không, trái kia nó bự lắm. Bự mà nó lùn, còn trái này nó dài mà nó không biết là bạn nào biết cái trái này comment Diễm, nếu mà Diễm không nhầm thì gọi là chuối hồng ngự. Chuối hồng ngự ở dưới mình có một cái loại chuối đó. Chuối ở trên Tây Bắc này mình nghĩ là nó khác á. Ồ, hồng hào luôn ha. Nhưng mà nó hình như trái này nó hơi chín quá. Thơm lắm. Thơm này các bạn, màu đẹp. Thơm ha. cho các bạn rừng đó. Nhưng mà may là nó không có hạt đấy. Thường thường là chuối ở trên bản các cô bán mình hay thấy là bán cái chuối có hạt để về ngâm rượu á. Ngọt, ngọt nhiều hơn. Điểm đáng 90% là chuối hồng ngự luôn. Đặc trưng của vị chuối này là nó sẽ ngọt vừa nè, xong rồi nó có hơi bị chua nhẹ. Đúng thôi rồi. Vị chua nhẹ chuối hồng ngự, mà đặc biệt là cái này nấu lên rất là ngon nha. Chua chua là nó nằm ở phần phía trong nè, ở ngoài nó ngọt. Ở dưới Diễm ngày xưa là có loại chuối nó còn giống này, mình lâu quá mình không ăn không nhớ, nhưng mà cái này nấu lên ngon lắm. Ra mình cảm nhận được cái vị ngọt đầu tiên á, rồi xong cái hậu chua. Thường ăn những món khác đó là có hậu ngọt sao, còn này là có hậu chua sao? Không mắc mắc. Nguyên cái này hồi đem về nhà anh Hải luộc lên. Đi đâu mình đem về nhà anh Hải luộc lên ăn cũng được các bạn. Tại vì nó chín cũng vừa đủ chứ không phải quá mềm đâu. Mình nhìn nó vàng vậy nhưng mà nó không bị mềm rục ra. Hai người mà trái là vừa. Vừa ăn phở xong các bạn ạ. Ăn chán miệng. Bạn Diễm nhìn thấy cái gì ngoài kia mà Diễm kia kìa. 4 giờ sáng lên Đà Lạt không ngắm được mây. Ở đây gần 9-10 giờ sáng vẫn thấy mây. Đi đâu cũng thấy mây các bạn ạ. Tại vì như anh Hải nói á, chợ phiên Y Tý là một trong những chợ phiên có độ cao nhất Việt Nam rồi. Ở xung quanh là thung lũng các bạn ơi, nên là mây nhiều lắm. Mình đi ra ngoài đó một chút đi. Cái này mình phải gọi là chợ trên mây bạn Diễm à. Ờ đúng rồi đó. Trời ơi mây kìa. Có thể nói là mình đi đồ ăn thì gọi là vừa vừa thôi, nhưng mà cái cảnh rất là đẹp luôn các bạn ạ. Wow. Ê, đứng cái dốc này chụp hình là thấy mây luôn nè. Đẹp chưa? Đẹp quá anh Hải ha. Đây là xe của bà con đi chợ phiên này bạn Diễm. Đường lên đây là hơi vất vả thôi. Đẹp quá hả? Đây này, trời ơi các bạn nhìn kìa, biển mây kìa. Trường học đó. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Cảnh đẹp quá. Tuy là mình đứng đây mình không có nhìn được gần á. Không biết là qua cái góc máy quay nhiều khi là các bạn không thấy được rõ, nhưng mà ở ngoài mắt thật thì mới thấy được, kiểu là mới đã. Ở đây có cây đào đẹp quá các bạn ạ. Đang nở này. Vừa rồi mình đi Đà Lạt có hai điều mình trải nghiệm chưa được hoàn hảo. Thì hôm nay mình lên Y Tý là hoàn hảo luôn các bạn ạ. Thứ nhất là mây và thứ hai là đào. Đào ở đây đang nở đúng độ tuổi đẹp luôn. Cô gái xuân thì. Ở đây á, hồi nãy giờ Diễm với ánh Cua rất là trầm trồ ở chỗ là cái màu á không phải là kiểu đỏ rực, nhưng mà nó hơi nhạt nhạt thôi, nhưng mà làm cho mình cảm thấy nó đơn sơ mộc mạc. Hồi nãy giờ mọi người cứ hay so sánh là đào ở trên này giống như là cô gái thôn quê á, còn kiểu đào ở Đà Lạt là cô gái thành thị rồi, nãy giờ cứ ví von vậy á. Đúng rồi, đào ở đây nó nhạt nhạt nhưng mà nhìn càng nhìn nó càng đẹp các bạn ạ. Này nó đang búp 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 này. Đấy. Như này là mấy hôm nữa nở đúng dịp Tết luôn đó bạn Diễm. Rồi, mọi người thấy cái không khí này chắc là rất là nôn Tết. Và đặc biệt đó là một cái video này á, tụi mình cũng khá là vui vì mình nghĩ là các cô chú anh chị ở nước ngoài thật sự là theo dõi kênh mình rất là nhiều. Thì mình hy vọng rằng cái chuyến đi này nó cũng sẽ là một cái không khí gì đó ở cái không khí Tết ở vùng Tây Bắc để cho tất cả mọi người cùng xem luôn. Thực sự là hôm nay mình và bạn Diễm và anh Cua rất là mệt các bạn ạ. Đi từ Sài Gòn ra đây và sáng phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị lên tới Y Tý này. Từ thành phố Lào Cai lên tới Y Tý là khoảng 4 tiếng các bạn. Mình đi vào đường cực kỳ xấu luôn. Quanh co rồi lên dốc xuống dốc, ổ gà, ổ trâu. Nếu mà người bình thường là dễ bị say xe và thậm chí là không thể khám phá được gì nữa. Nhưng mà bạn Diễm và anh Cua phải nói là rất là giỏi. Hôm nay đi khám phá lên đây mà vẫn còn khá là khỏe các bạn. Nói chung là cái không khí này, cái cảnh đẹp này nó làm cho mình quên đi cái sự mệt mỏi, thật sự là như vậy luôn. Và đây là lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên mà Diễm được khám phá một cái nét mà gọi là cái không khí chớm mùa xuân á, ở vùng núi như thế này, rất là hay. Nhưng mà phải nói là hôm nay mình xuống, mình đi chợ phiên xong mình xuống dưới bản này thì có cây đào này tuyệt vời quá các bạn. Đấy, đây là nhà dân này. Nhà của người dân ở đây thì họ đắp tường bằng đất nha các bạn. Đây này, những cái tường nó bằng đất đấy, rất là dày, gọi là nhà trình tường đúng không anh? Cái mái thì chắc là mái này là mới thôi chứ hồi xưa cũng là mái khác đúng không anh? Hồi xưa là mái chanh các bạn ạ, bằng cây rơm á, nhưng mà bây giờ là người ta qua thời gian thì họ lợp bằng mái tôn rồi, nhưng mà cái tường vẫn là tường đất và tường rất là dày các bạn. Ở trong nhà á, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, đó là đặc điểm của ngôi nhà này, nhà trình tường. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Không tin vào mắt mình luôn á. Cái view mày nói là chụp hình gọi là xuất sắc luôn á. Đây giống như cái cổng mà hướng ra cổng trời á ha, giống như cổng trời các bạn. Có hai cái cây này nè, hai cái cây này các bạn. Nhưng mà mọi người có nhìn thấy không, tự nhiên hai cây mà lại gom hình lại thành giống như một tảng của một cây. Đúng rồi. Anh Dũng có nhìn thấy vậy hai không? Cây nhưng mà nhìn nếu mà các bạn nhìn lên cái tán á, thì nó giống như là một cây vậy á. Nhưng nó lại là hai cây. À, từ trên chợ phiên Y Tý đi xuống đây thì nó khoảng 1 cây số các bạn ạ. Ngày hôm nay tụi mình phải nói thật sự là may mắn. Tại sao là vừa thấy được cái cảnh đẹp này, nhưng mà anh chị Tuyền ấy với lại anh Hải nói là không phải lúc nào có mây kiểu là như thế này đâu. Chỗ này là không phải lúc nào cũng có mây chứ mà. Bạn anh Cua chơi gì đấy? Ôi cảnh đẹp quá các bạn ơi. Ở dưới kia là biển mây này, ở trên này là một cái khu vực bằng phẳng. Bên này là ruộng bậc thang các bạn. Nhưng mà bây giờ đã thu hoạch lúa rồi. Một năm họ chỉ trồng có một vụ thôi. Bạn Diễm biết chơi này không? Biết chứ. Anh cũng biết chơi đúng không? Biết, hồi nhỏ chơi dữ lắm. 5 cục đúng không? Sao chơi nhiều cục quá kìa. Hồi đó chơi có 5 ký à. Đây này thử thử Hải thử nha. Này là trò chơi dân gian các bạn. Bây giờ ở thành phố thì mình chơi với điện thoại mà. Nhưng mà các bạn thấy là lên tới Y Tý này, các em thì chơi những trò này thôi. Cái này chơi gì ấy? Gọi là thải đá đúng không? Đây đây là trở về tuổi thơ. Trở về tuổi thơ đấy. Cái điều tuyệt vời nhất là ở ngoài này này các bạn này. Cảm ơn nha. Còn ai bán cái này đấy con? Con bán hả? À. Để mấy bé bán mấy cái đồ giống như trên chợ các bạn. Đây là củ sâm đất này. Củ sâm đất này này, giống củ khoai lang các bạn. Trồng tại đây luôn đấy. Là trồng Y Tý luôn hả? Mà củ nó to quá nó nứt luôn ha. Đây này. Mình nhìn thấy cái màu hồng bên trong luôn này. Mọng nước, nó ngon, nó ngọt các bạn. Giống như trong chợ phiên lúc nãy ha. Đây. Ở đây mấy em bán chuối này. Rồi cả ớt ngâm này, ớt này là xay rồi này. Rồi đây là ớt xanh mà ngâm này. Đậu phộng này. Đó, rồi cái gùi của mấy em này, gùi từ nhà ra đây các bạn. Mà cái chỗ bán hàng, cái gian hàng tạp hóa của mấy em nhỏ dễ thương quá. Vừa bán rồi giờ chưa có khách thì chơi thảy đá luôn. Nhưng mà phải nói thật sự là xuất sắc luôn chị Tiên ơi. Đẹp không gì? Nhưng mà chị Tuyền với anh Hải nói là không phải lúc nào cũng có mây như thế này hả chị? Không phải lúc nào cũng có đâu. Anh đưa điện thoại cho. Đấy là số hen hoặc là đang do ăn ở tốt. Tính tỏ ra cũng tốt ra nên gặp biển mây lia lia. Cái này là mình hưởng cái sự may mắn của vợ chồng anh Hải. Tại vì vừa rồi mình đi Đà Lạt mình đâu có gặp may như vậy đâu. Một cái điều là chuyến này là gặp luôn. Y Tý lần này là phải nói là thành công team của vợ chồng anh Hải này, rồi với lại anh An là chở tụi mình đi từ rất là sớm. Và mọi người nếu mà thực sự là không có anh chị thì tụi em cũng không biết đường đi lên đây đâu. Làm sao mà biết được. Nhưng mà bạn anh thấy cái không gian này như thế nào bạn anh? Bức này kiểu như trong bức tranh vậy đó. Chính xác luôn. Còn mình đang đứng ở trong bức tranh. Chính xác luôn. Không, các bạn ấy khi mà lên cảnh đẹp cái ngôn từ nó cũng bay. Gọi là văn thơ nó tuôn trào liền à. Ngộ Không Tây Du Ký ấy, ngày xưa hay có biển mây này. À, y hệt đấy. Cưỡi tên đổ vân. Cái cây này gọi là cái cây gì chị? Chỗ này này. Cây đôi hạnh phúc. Cây đôi hạnh phúc. Ồ. Trước đây là nó còn có cả cái đu cho bộ đội tuổi trẻ, nó đu nhưng mà nguy hiểm quá đúng không anh? Cây đôi hạnh phúc tại vì sao em thấy là hồi nãy em nhìn từ xa nha, nhìn đây thì không thấy hai cây hai bên, nhưng mà khi mà nhìn lên trên thì lại gom thành một. Đây gọi là cây đôi hạnh phúc. Ở đây người ta gọi là công viên Choản Thèn. Nó dạng Choản Thèn. Nó là cái dạng cổng trời của Y Tý này này. Đó, lúc nãy mình nói cổng trời là cũng đúng đó bạn Diễm à. Nó gần như là một cái cổng trời mở ra khu vực phía dưới ấy. Đúng rồi, thật sự cảnh đẹp làm con ngôn từ. Ôm cái cây nha. À, mình ôm nhau hết với cái cây đi. Ôm cây xong nhảy. Ôm hết với cái cây này đi. Ôm cây xong. Nhưng mà vòng tay to nha. Cái này to lắm á. Ba người ôm hết rồi. Ba người ôm nhau hạnh phúc. Đó, trời ơi. Bắt đầu nhảy. Xoay, nhảy đi. Có từ lâu đời rồi đây. Không biết đây là cây gì chị ha? Đó là cây dưng cầy. Cây dưng cầy hay? Dưng cầy tức là cây rừng ấy. À cây rừng. Ôi đẹp quá. Ôi nhưng mà em nghĩ ở đây ấy mà mùa ruộng bậc thang lúa chín nó đẹp lắm luôn á. Mà bây giờ các bạn thấy là thu hoạch hết rồi. Chụp dài chân. Nhưng mà ở dưới là nhà người ta, ở dưới nhìn dưới thung lũng. Đúng rồi, vẫn còn thấy nhà ở dưới. Trời ơi đẹp quá à. Mình đứng chụp hình có một xíu nữa các bạn, mà mây nó tràn lên trên này luôn này. Cũng không phải kiểu quá rét nha. Đúng rồi. Nó mát mát thôi. Nhưng mà bạn Diễm thấy cái không gian nó thay đổi nhanh không? Mây hồi nãy thì đang dưới kia, hồi nãy rồi nó tràn lên đây 2 lần rồi. Nó trôi qua liên tục. Nó có thể thay đổi mà mình không nghĩ tới luôn á. Nhưng mà đây, giờ như mình đang đứng ở đây này, đây nó đang ùa vào. Đúng rồi. Bây giờ nó đang ùa vào các bạn. Đây này, nó lên tới kia kìa. Tí nữa lại trôi qua nó lại trong xanh trở lại. Đây là bức hình của bạn Ánh Cua. Diễm chụp đó, thấy các bạn như thấy Diễm chụp của Tâm chưa? Bạn Ánh Cua thấy ưng không? Quá ưng, đợt này về là nguyên một cái album hình. Ta nói là đi chơi không cần gì ngoài một người bạn chụp hình có Tâm cả. Bạn Ánh Cua chụp hình cho mình chuyến đi Đà Lạt rất là đẹp luôn, nên bây giờ mình sẽ phải lại quả. Có qua có lại, có gọi lòng nhau. Mình nghĩ là các bạn nếu có đi Lào Cai thì nên dành chút thời gian và công sức các bạn để lên chợ phiên Y Tý, và sau đó mình ra cây đôi hạnh phúc này để check in cũng như là ngắm cảnh, và nó là tuyệt đẹp các bạn ơi. Nhiêu tiền một ký con? 1 cân 10.000. Bán từ mấy giờ? Ngại. Dễ thương. 7 giờ hả? Ồ, lâu lắm rồi mới thấy là cái cân này luôn á. Ừ. Ánh Cua, lâu rồi mới thấy cái cân này luôn á. Cái cân này cân tối đa mấy ký vậy em? Em không hiểu. Biết chưa, đang nói chuyện tiếng Việt mà. Đang nhìn coi là mấy ký đó. 30 hả? À. Đây, cân cho cô này nha. Cái này củ xâm đất. Giỏi chưa? Ở đây là mấy bé bán mấy cái đồ này các bạn, mỗi bé là một loại. Cái này thấy cái cân này. Mấy ký không? À, tính tiền 5 kg luôn. Không được. 3 kg đúng không? Ừ. Cô gửi 5 kg luôn. À, rồi cho con cái bọc nha, khỏi thối. Con tên gì? Yến Ngài, dễ thương. Mấy bé có cái view bán hàng đẹp quá các bạn ạ. View này là gọi là view đỉnh, bán hàng đỉnh nhất ở phía này luôn á. Ngày nào cũng đứng đây ngắm vào cái biển mây ở Y Tý. Nói chung mà mình nghĩ là các em bé sẽ có một cái tuổi thơ rất là đẹp ở vùng này. Đây, mình mua ủng hộ các bé của xong bé mời gì kìa. Bé mời gì? Con mời chú mua cái gì? Mua chuối hả? Cái này là bao nhiêu tiền? Thế mua cho bé cái này đi. À, con lấy cho cô đi. Một cái thôi, mua ủng hộ bé thôi. Đây này có tiền lẻ này. 6.000 nữa hả? Luôn. Rồi cho cô cái bọc chứ. Có 6.000 này các bạn ạ. Em con hả? Con mấy tuổi rồi? Hả? 9 tuổi hả? Ồ, đẹp gái hả? Đó, rồi bây giờ mình đi lên trên kia đấy các bạn ạ. Nãy mình ở trên chợ phiên mình đi bộ ở đây á. Các bạn thấy là hồi cách đây mấy phút thôi, mây nó che phủ hết cái khu vực này. Nhưng mà bây giờ nó lại trong rồi. Nó dồn xuống dưới kia các bạn ạ. Tạm biệt cây đôi hạnh phúc nha các bạn. Hôm nay mình sẽ được anh Hải dẫn đi gặp một nhân vật rất là đặc biệt. Đó là ai anh Hải? Đây là bạn một trong những YouTuber mà sống ở trên xe đỉnh nhất Việt Nam. Lúc nào cũng sống ở một cái nơi mà nó có một cảnh đẹp gọi là hút hồn luôn các bạn ạ. Đó là nhà Kin ơi, đi thôi. Kin ơi. Kin ơi. Đi thôi. Em chào anh. Đẹp thế. Anh lên hồi nào á? Anh vừa mới lên xong. Hồi nãy mấy anh kia thấy anh trong giờ đi. À, bạn Cún nhà bạn Kin này. Chào. Chào anh. Anh có xem kênh em không? À có. Chào anh nha. Anh ra tới đây. Em là ra gặp anh Hải chơi Tết đây. Chào con nha. Đây là xe nhà mình nha ha. Xe ổ 51, đây là xe biển số Sài Gòn luôn. Biển Sài Gòn. Xe đẹp quá các bạn ạ. Có duyên ghê, mình cũng coi anh chị làm vlog đi du lịch các bạn ạ. Em chào chị nha. Chị đang nấu cơm hay sao ấy? Thấy chị đẹp không bạn Diễm? Chị có xem kênh em luôn à? Có, nhà coi suốt á. Chị đẹp quá hả? Có đi vào đây được không đấy? Đồ ăn luôn mà. Ôi đúng là phải nói là những cuộc sống mơ ước. Không phải là ai cũng có thể làm được điều này đâu. Thật ra những người gọi là can đảm và phải là thật sự đam mê và yêu thích thì mới có thể là hành trình như thế này luôn. Đúng rồi. Rất là đam mê. Anh chị bây giờ là đi được 1 năm chưa ta? Không, Em đi thường là đi từ cái lúc dịch, đi cái đây hơn năm rồi nhưng mà cũng nghỉ dịch khoảng chừng mấy tháng năm á. À rồi bây giờ mới đi lại. Mà cái chuyến hành trình xuyên Việt này thì đi tới nay là được khoảng tháng rưỡi rồi. Tháng rưỡi rồi. À là... Ở bây giờ này là nửa tháng rồi đó. Nửa tháng nhưng mà anh đậu xe chỗ này là mấy hôm rồi? Đậu ở đây thì mới vừa tới. Mới vừa tới luôn. Hôm bữa là đậu cá Đà Tí. Trời ơi có duyên ghê các bạn ạ. Bọn mình vừa đi ngang đây thấy cái là ghé vào luôn. Dạ. 120 cân lận. À cái khung này của thế là mình mê có xe thì nhỏ nhưng mà khung nó 19 cân cứng nên nó thoải mái. Kim ơi đi thôi. Kim ơi đi thôi. Cho cái xe này luôn nha. Tóc cũng xanh xanh. Cô mang cái xe này đi luôn nha. Ok. Đối em là trai cả em. Ok. Ghê luôn á. Ok sao con? Okay. Ok sao? Thôi lấy xe đi luôn. Bạn Diễm tính lấy xe của bạn Kin đi luôn à? Trên này là đầy đủ luôn ha. À là anh chị với bé là ở đây ạ. À? Đúng rồi. Là tối là hai vợ chồng ngủ ở đây, thường là cái như là ba người ngủ. Ba người ngủ đây luôn. Ví dụ như ai cao quá thì có thể cúi xuống xíu từ cái xe này cái trần nó hơi thấp á. Dạ. Dạ. Nhưng mà từ đâu mà mình quyết định là làm cái hành trình thế này hả chị ha? Vì thì cũng là ham chơi thôi. Ham chơi thôi. Bọn em cũng ham chơi mà không dám quyết định đi như chị đâu. Phải nói là rất ngưỡng mộ các bạn ạ. Nhưng mà mình đi thế này thì mình chỉ thấy là có gì bất tiện không, hay là nói chung là mình thấy trải nghiệm một tháng mấy vừa qua thì mình thấy sao chị hả? Mưa rồi thì cũng không, tại vì là đi thì mình ví dụ như là nước hay là mọi thứ sinh hoạt là mình có thể xin ở cây xăng, tại vì mình hay đổ xăng ở đó mình xin nước ở đó. Rồi chỗ ngủ thì ví dụ đi ngang qua mấy cái chỗ mà vắng thì mình có thể xin nhà dân á. Mình ngủ. Nhưng mà thường mình ngủ trên xe là chủ yếu đúng không chị? Đúng rồi, trên xe chủ yếu mà. Đấy. Từ ngày mà đi cách đây 2 năm đến giờ là chưa giờ ngủ ở sạn đó. À. Là ngủ trên xe. Một là ngủ trên xe, hai là mình xin ngủ nhà dân để mình trải nghiệm cuộc sống của họ như nào. Thì ví dụ mình xin cái chỗ mà cái bãi đậu á, dạ, là mình ngủ ở chỗ nhà đằng trước nhà họ thôi. Dạ. Mà mình vẫn ở vậy trên xe. Vậy. Đó, xe nhỏ gọn nhưng mà gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ, không thiếu gì cả. Bật điện lên. Trên này là có điện đóm đầy đủ luôn ha. Đấy. Ồ, cái này là bình ắc quy đúng không anh? Pin à? À đấy. Chiêu quá chiêu luôn. Đấy, chiêu luôn. Và đó là bọn em cực kỳ có duyên luôn á. Em cũng có thỉnh thoảng có xem qua kênh của chị thì lại vô tình thấy xe chị bên này. Và nó cực kỳ có duyên. Là em với lại chồng em cũng có xem kênh của anh chị. À. Hồi nãy em nhìn thấy chị, em thấy ủa sao mình thiếu liên quan, hóa ra là anh Hải kêu là chị bên kênh Phạm Dũng đúng không? Dạ, đúng rồi. Hy vọng là sau cái lần gặp hôm nay thì bọn mình sẽ có duyên để gặp anh chị nhiều lần nữa trong cái quá trình mà đi khám phá cảnh đẹp rồi ẩm thực đồ ăn ngon của Việt Nam mình. Em chúc anh chị với lại bé là có nhiều sức khỏe và mình sẽ có những cái hành trình thật sự là thú vị luôn. Thật sự đây cũng là một cái điều mà rất là nhiều người cũng mong muốn nhưng mà không phải ai cũng có thể là thực hiện được. Những ngày còn trẻ thế này là quá tuyệt vời luôn chị ạ. À. Em cảm ơn chị nhiều nha. Hôm nay chắc là mình khám phá sơ sơ thôi. Có duyên mình gặp lại lần sau anh chị nữa thì mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn nếu mà. Dạ. Tại vì bây giờ mình cũng đang trên đường. Mọi người đang chờ mình trên xe các bạn. Đang về Lào Cai. Bây giờ anh chị về Lào Cai đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Em cảm ơn chị nhiều nha. Em cảm ơn anh nha. Chào Kin nha. Chào con nha. Ôi trời giỏi. Cô chú nào muốn mà xem gặp Kin nhiều hơn thì có thể bấm đăng ký kênh nhà Kin nha. Đúng rồi. Nhà mình Kin sẽ để rồi. Cái đường là cái trang của bé Kin lên đây. Đấy. Đây, có cái địa chỉ. Đây. Đó. Bạn nào mà muốn xem thêm về hành trình của anh chị thì có thể ghé vào kênh này nhé bạn. Và cả Facebook nữa. Em chào chị nha. Dạ. Chào con nha. Kệ bye bye này. Bye bye. Ôi giỏi quá. Dạ rồi em chào anh chị nha. Mình đang đi ngang đường thì thấy có một cái khu chợ nho nhỏ các bạn ạ. Và người dân ở đây đa số là bán rau ở trong vườn nhà chồng á. Thì anh Hải quyết định mua một trái bí về tối nay làm một món đặc biệt để đãi mình và bạn Diễm và đánh cua. Đây, trái bí rất là ngon này. Cái này ok đấy nhỉ? Cái này tầm mấy ký đây? Ui nặng thế. 6 cân. 9 ký là gì? 10 cân. Ồ, 9. Bao nhiêu tiền cô? Anh Hải có hiểu tiếng cô nói không? Có. Cái này rau gì đây? Rau tàu bay em. Rau tàu bay về xào rất ngon luôn. À. Rau gì? Papi. Anh nhầm đấy. Ồ. Đây 10.000 lấy anh 10.000 ra 1.000 luôn đi. Để em xách quả bí cho. Đây lấy cho anh 10.000 cái này luôn. Cái này là rau bà phì ấy chị. Vâng ạ. Đâu bà kia đưa 10.000 cho bà này nhá. Đấy. Bên này cũng bán như vậy thôi các bạn ơi. Đều có củ cải này, rau cải này. Cái cây này hồi sáng anh nói là cây gì anh Hải? Đương quy em. Đương quy này, đó. Cây này mình thấy ở trong chợ phiên nào cũng bán nhiều lắm các bạn. Cái này mấy cô đang sưởi ấm à? Các bạn xem chút nha. Mấy cô đang làm gì đây? Đang sưởi ấm các bạn, trời lạnh lắm. À, sưởi ấm bằng cái vỏ lạc, cái vỏ đậu phộng các bạn. Đây là cái rau mình cũng vừa mới mua các bạn này. Rau bá phì. Đấy, cái hàng rau nho nhỏ ven đường các bạn ơi. Ở đây thì mình thấy rất là vắng các bạn ạ. Đi lâu lâu mới gặp một ngôi nhà thôi. Dạ. À. Lần đầu tiên hôm nay mình sẽ được thưởng thức cái cây đương quy này các bạn. Củ này. Đây. Ok, không cần phải cân. Không cần phải cân. 20.000. Cần gì cân nữa. Đang vội, nhà bao việc. Quan trọng là cái trái bí kìa. Để em xách trái bí cho. Đó, vậy là đi chợ xong nha các bạn. Ok. Khói quá. Thì bây giờ anh em mình đang ngồi ở một vị trí mà phải nói là ngắm cảnh cực kỳ đẹp. Nhưng mà hình như đây cũng là một cái nhà nghỉ luôn đúng không anh Hải nhỉ? Homestay các bạn, để mọi người... Dạ. View đẹp mắt, view rất là đẹp. Mà bạn Ánh, bạn Diễm thấy khung cảnh đây như thế nào? Mộc mạc, hoang sơ và nó rất là gần gũi với mình. View quá đẹp luôn á chứ. Hôm nay biển ở đây các bạn nhìn thấy không phải biển màu xanh mà là biển màu trắng. Biển màu trắng. Hôm nay phải nói là cảm ơn anh Hải, chị Tuyền rất là nhiều. Đã cất công đưa bọn mình từ thành phố Lào Cai đây là khoảng 4 tiếng đấy để đi lên đây mà. Và nó là hôm nay anh chị nói là thời tiết cực kỳ thuận lợi để mình đi ngắm cảnh luôn. Bình thường là trời mưa rất là ướt át, mình lên đây là rất khó để đi. Hôm nay nha là nắng vừa vừa, lạnh vừa vừa, đào thì nở khắp đường luôn, lại có mây nữa. Nói chung là chuyến đi này là gọi là mình ăn ở cũng thiệt lắm. Ở đây thì không có cà phê mà có trà. Đúng rồi. Này là mình uống trà các bạn ạ. Mời các bạn một ly trà cao. Trà này đậm nha. Sau ngày hôm nay thì ngày mai mình sẽ đi đâu nữa anh Hải? À, mai mình đi chợ phiên tiếp. Chợ phiên Bắc Hà. Chợ phiên nổi tiếng nhất ở vùng Tây Bắc này luôn. Đó là chợ phiên Bắc Hà. Mai sẽ cho anh Cua là thưởng thức mét lòng. Mét lòng, lòng 1 mét. Mét lòng. Nghe lạ quá ta. Mét lòng hay mét rồi. Mét rồi đấy, lòng rồi đấy. Ở ngoài đây là chỉ đi chợ phiên là gọi là thích nhất về ẩm thực, nhưng mà có thể là nếu mà hôm nay mình về sớm thì mình sẽ đi khám phá biệt phủ của anh Hải Sapa TV. Em xem kênh của anh Hải rồi và em rất là tò mò cái biệt phủ của anh, và nó là cực kỳ rộng luôn và còn có cả hồ cá coi nữa. Thì không biết là hôm nay mình có được vào khám phá hay không? Tham quan gia đình của Sapa TV nhé. Cá coi thì sao anh? Cá coi thì sao anh? Cá coi mình bỏ lên làm lẩu. Lẩu canh chua luôn nhỉ. Quá chịu chơi. Hôm nay bạn Ánh và Diễm đi lần đầu tiên đi chợ phiên Y Tý cùng với mình và khán giả kênh mình thì cảm thấy như thế nào? Nói chung là nó đi những chợ phiên khác thì những chợ phiên khác thì nó nhộn nhịp hơn, nhưng mà kiểu chợ phiên này á, mình cảm thấy nó nhẹ nhàng im dịu từ từ chứ không có kiểu xô bồ hơn so với những chợ phiên trước mà mình đi. Thì chắc là chợ phiên Bắc Hà rồi là đông đúc và nhộn nhịp nhất các bạn. Còn là những cái chợ phiên ở cái vùng cao mà nó xa như thế này ấy, thì nó nhẹ nhàng và nó nhiều cái nét đặc trưng văn hóa riêng hơn. Với Diễm thì thật sự là chuyến đi lần này lên Y Tý ngày hôm nay thì cái điều mà để lại cho Diễm ấn tượng nhiều nhất có 2 điều, là về những cái đào ở đây này, đào rừng ở đây trồng rất là nhiều và ven theo nhà, và thứ hai nữa là cảnh mây rất là đẹp luôn. Nói chung là còn về ẩm thực thì mình còn nhiều ngày mà mình sẽ còn ăn nhiều cái nữa, còn hôm nay quan trọng là cảnh rất là đẹp luôn. Và Diễm nghĩ nếu mà có dịp mà lên Y Tý là các bạn nên đi vào cái dịp cận xuân này á, thì cái không khí nó rất là hay luôn á, cảnh đẹp nữa. Đúng rồi. Đồ ăn ngon, cảnh đẹp, mà phải nói là cái mùa này thì mình đi Lên đây hoa đào nở gần Tết cũng rất là đáng để các bạn khám phá. Còn trong tập sau thì mình sẽ, nếu mà may mắn, mình sẽ được về nhà mình khám phá Việt Phủ của anh Hải. Còn cái tập này thì có thể là anh em mình sẽ kết thúc tại đây các bạn, để mình tiếp tục mình trở về thành phố Lào Cai. Tại vì từ đây về đó cũng khoảng 4 tiếng nữa. Thì mình cũng xin được phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.